Bão công ray đã mạnh lên thành siêu bão, đang đổ bộ vào châu Á. Bốn tỉnh miền Trung cảnh báo lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm. Ba tiếng lũ quét kinh hoàng ở Quảng Bình, lũ dữ nhấn chìm mọi thứ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Mới đây, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines, Pagasa cho biết, bão không đã mạnh lên thành siêu bão khi nó tiếp tục đe dọa vùng cực Bắc Lưu sông. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 km h dần lên tới 230 km h làm dấy lên nỗi lo ngại về một đợt thiên tai lớn tại Philippines. Trong dự báo về lượng mưa lớn, Cơ quan thời tiết nhà nước cho biết, khu vực có thể xảy ra mưa lớn đến rất to. Nhiều chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ do thời tiết xấu. Bộ Quốc phòng Philippines yêu cầu người dân sống tại các khu vực được xác định là có nguy cơ cao phải sơ tán bắt buộc. Dự kiến bão sẽ ra khỏi khu vực theo dõi của Philippines vào ngày 1 tháng 11 tới. Để ứng phó, Pagasa đã ban hành tín hiệu cảnh báo bão số 3 cho khu vực Batanes và phía đông quần đảo Babuchan trong khi tín hiệu số 2 áp dụng cho phần còn lại của quần đảo Babujan, Kagajan cùng các khu vực phía Bắc và Đông của Isabel. Các biện pháp phòng chống, cứu trợ đã được triển khai nhanh chóng khi nguy cơ thiệt hại lớn từ gió mạnh và mưa lớn đang ngày càng cận kề. Cơn bão Cong dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây và đổ bộ vào vùng bờ biển phía Đông Đài Loan vào chiều ngày 31 tháng 10, sau đó hướng tới vùng biển phía Đông Trung Quốc vào sáng ngày 1 tháng 11 trước tình hình căng thẳng này, cơ quan thời tiết Đài Loan, CVA cũng đã phát đi cảnh báo nghiêm trọng, sẵn sang triển khai tín hiệu báo động đất liền 18 giờ trước khi siêu bão có thể tác động trực tiếp đến lãnh thổ này. Công tác chuẩn bị cho không rây đang diễn ra cấp tốc, tốc ở khắp các quốc gia trong khu vực châu Á. Người dân không chỉ ở Philippines, Maca, Đài Loan và khu vực đông nam Trung Quốc đều đang phải căng mình chuẩn bị ứng phó với cơn bão khủng khiếp này. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khoảng từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 11, một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Từ ngày mùng 5 tháng 11, nền nhiệt ở miền Bắc giảm sâu, trời chuyển rét diện rộng, vùng núi có thể xuất hiện rét đậm cục bộ. Trước khi đón không khí lạnh khá mạnh, dự báo từ nay đến ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 11, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết xe lạnh vào đêm và sáng với thời tiết thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, riêng vùng núi dưới 18 độ C. Ban ngày trời hưởng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Như vậy, từ nay đến khoảng ngày mùng 5 tháng 11, miền Bắc đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh. Trong đó, đợt không khí lạnh sau sẽ khiến nền nhiệt hạ thấp, trời rét. Đây được xem là đợt rét diện rộng đầu tiên trong năm nay. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời kỳ từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina. Với xác suất từ 60% đến 70%, liên quan đến không khí lạnh của mùa đông năm nay, ông Lâm nhận định rét đậm, rét hại có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này. Hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12 tương đương so với trung bình nhiều năm. Cũng thời kỳ từ tháng 11 năm nay đến tháng 1 năm sau, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng ở mức sấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông 2,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,1 cơn. Bão áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền có khả năng tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Đề phòng khả năng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông trên phạm vi cả nước. Tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông, lốc, xét và gió giật mạnh. Các đợt mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong tháng 11 tới. Mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kết thúc muộn hơn bình thường, khoảng cuối tháng 11 tại Tây Nguyên và Nam Bộ và cuối tháng 12 tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến thừa Thiên Huế sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá. Hà Tĩnh, Cẩm xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Quảng Bình, Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, Quảng trị, Đặc Rồng, Hải Lăng, triệu Phong, thừa Thiên Huế, à Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà. Trong đó, địa bàn tỉnh Quảng trị có mưa to và mưa rất to. Mực nước ở các sông trên địa bàn đang lên rất nhanh do mưa lớn, trong đó sông Sa Lùng đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2016. Do ảnh hưởng bão số 6, ở tỉnh Quảng Bình vẫn mưa lớn khiến số nhà dân bị ngập nặng tiếp tục tăng. Ngoài ra, toàn tỉnh có 76 điểm bị ngập cho các tuyến đường giao thông. Tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân tại vùng bị ngập lụt. Từ phía Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rất to. Dự báo từ ngày 31 tháng 10 mưa lớn giảm dần ở khu vực trên. Hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ tím, nguy cơ cao nhất với ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong khi các xã vùng giữa của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình đang ngập trong nước lũ thì tại xã Kim Thủy, người dân cũng vừa trải qua một trận lũ quét nhanh và nguy hiểm. Đã hai ngày trôi qua, nhưng nhiều người dân ở bản Chuôn, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại trận lũ quét xảy ra vào chiều 27 tháng 10. Anh Đỗ Hữu Doãn, một người dân ở Bản Chuôn, nhớ lại. Khoảng 14 giờ chiều hôm ấy, nước lũ bất ngờ đổ về và lên rất nhanh. Chỉ sau khoảng 30 phút, nhiều ngôi nhà đã bị nhấn chìm. Anh Doãn kể lại. Chúng tôi không nghĩ nước lên nhanh như thế. Lúc đó không thể chuẩn bị được gì. Lúc đó phải chọn, chạy hoặc chết. Mọi người chỉ kịp hô hoán nhau chạy đến chỗ cao để lánh nạn. Trận lũ quét cũng rút đi rất nhanh, chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ sau khi ập vào, nhưng để lại khung cảnh rất ngổn ngang. Sau khi nước rút, nhiều người dân trở về nhà đã suy sụp trước cảnh tượng trước mắt. Nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở Bản Chuôn, chỉ còn cái xác nhà. Chị Lệ nói, lụt về bất ngờ, không chuẩn bị gì, chỉ có chạy lấy người thôi. Của cái thì không suy nghĩ nữa, lúc quay về thì tan hoàng hết cả. Những cái chi có giá trị thì không còn nữa, giờ chỉ còn cái xác nhà và mấy đồ linh tinh. Lũ quét còn tàn phá nhiều diện tích hoa màu, cây trồng của bà con. Gia đình bà Bùi Thị Nữ có 800 gốc thanh long ruột đỏ đều bị ngâm nước, gãy đổ. Bà Nữ mếu máu kể, chỉ sau vài giờ đồng hồ, hàng trăm gốc thanh long của chúng tôi đã tan hoang. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nhanh và nguy hiểm như thế này. Trong nhà không còn gì, ngoài vườn cũng thế, mất hết thật rồi. Ông Hoàng Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Thủy cho biết, có trên 180 hộ dân của xã bị ngập nặng sau trận lũ quét. Ông Linh nói, không ai nghĩ nước lên nhanh đến như vậy, chỉ trong vòng khoảng 30 phút đã ngập hết, nên bà con chỉ kịp chạy thoát thân, còn mọi tài sản, nhà cửa bị ngâm nước hết. Theo lãnh đạo xã Kim Thủy, các bản trên địa bàn nằm dài rác, thời điểm đó mưa to, nước lên nhanh và chảy xiết, nên các thôn bản cùng lực lượng bộ đội biên phòng, công an đã thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ ưu tiên đảm bảo an toàn con người, nên may mắn không có thiệt hại nào về người. Những ngày qua, trong tình cảnh nước lũ bùa vây ở xã Lộc Thủy, tỉnh Quảng Bình, một số nhà có người thân mất phải lắp dàn giáo cây cao quan tài, chờ lũ rút mới an táng. Trong căn nhà cấp 4 vừa bị ngập khoảng 1,8 mét, chị Đặng Thị Kiều, 31 tuổi, ngụ tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, ngồi cạnh quan tài của cha vừa không may qua đời. Chị đã 3 ngày ngồi bên cạnh quan tài cha. Cha chị là ông Đặng Đại Long, 63 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, vừa mất do bệnh tật vào sáng ngày 27 tháng 10. Phận là con gái út trong nhà, nhưng do anh chị sinh sống ở xa, nên khi cha vừa mất, chị Kiều cùng mẹ đứng ra cáng đáng lo việc hậu sự. Nhưng khi chỉ vừa mới cùng bà con làng xóm chuẩn bị đồ đạc và tổ chức khâm liệm, thì mưa lũ kéo đến và nhanh chóng nhấn chìm căn nhà. Chị Kiều buồn bã nói. Hôm đó, khi đang mưa to, gió lớn thì em nghe mẹ gọi báo bà mất. Em như xét đánh ngang tai liền tức tốc chạy về nhà ba mẹ. Anh chị em lúc này thì ở tận Hà Nội và thị xã Ba Đồn mà nước lũ thì lên nhanh nên không về kịp. May có bà con làng xóm giúp đỡ lắp giàn giáo, đưa ba lên cao. Nhà ngập gần 1m8, hai mẹ con ngồi cạnh quan tài chỉ mong nước nhanh rút để việc chôn cất ba được diễn ra trọn vẹn. Đến chiều tối ngày 29 tháng 10, nước lũ tại thị trấn Kiến Giang nói chung và căn nhà vợ chồng ông Long nói riêng dần rút. Người con trai duy nhất của vợ chồng ông cũng đã về kịp để lo hậu sự cho cha. Bên cạnh đó, chính quyền thị trấn Kiến Giang dù mưa lũ còn ngập sâu nhưng cũng đến để thăm hỏi, động viên cũng như hỗ trợ gia đình chôn cất ông Long Chu Đáo. Ông Trần Công Thoán, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy cho biết, vợ chồng ông Long thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn, hiện sống cùng hai đứa cháu gái, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Sau khi nắm bắt thông tin ông Long qua đời, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình vượt qua mất mát người thân. Nếu trong quá trình an táng mà gia đình cần thì địa phương sẽ sẵn sàng cử người hỗ trợ. Trong thời điểm tình hình ngập lụt diện rộng tại huyện Lệ Thủy đang diễn biến phức tạp, các lực lượng công an, quân đội huyện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức di rời những hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt sâu, khu vực hạ lưu hồ chứa đến nơi an toàn. Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ đôi nam nữ được phát hiện tử vong trong căn nhà ở phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long. Theo xác minh ban đầu, Khuya ngày 29 tháng 10, người dân phát hiện mùi hôi thối phát ra từ căn nhà ở khóm Mỹ Thuận, phường Tân Hội. Thời điểm này căn nhà nói trên khóa cửa trước và có buộc dây ở bên trong, cửa sau khóa chốt trong. Xác minh bước đầu, hai thi thể là anh NHC, 21 tuổi, và chị LTNH, 23 tuổi, cùng ngụ phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể ban đầu cho thấy Thời gian tử vong của hai nạn nhân cho đến khi được phát hiện khoảng hơn 48 giờ đồng hồ. Trên người chị Hát có nhiều vết thương, trong đó có vết thương gây thủng tim, mất máu cấp. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Còn trên thi thể anh C có vết thương ở vùng giữa trán, đáy vết thương có mảnh kim loại, nghi là đầu đạn, gây chấn thương sọ não. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một con dao, hai vật hình trụ, nghi là súng, dạng bút. Qua xác minh ban đầu, C sử dụng và mua bán ma túy, Cường có tiền án trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, đã chấp hành án sau ngày 25 tháng 6 vừa qua. Cường và Hát có quan hệ tình cảm nhưng không được gia đình bạn gái đồng ý. Nhận định ban đầu nhiều khả năng, Cường giết bạn gái rồi tự vẫn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, giết người gây dối trật tự công cộng để điều tra vụ nổ súng tại cổng bến xe Vĩnh Niệm xảy ra ngày 17 tháng 10. Cùng với đó, Công an huyện Lê Trân quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đức Bình, sinh năm 1973 ở quận Lê Trân, còn gọi là Bình Đen, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xe khách Thanh Long, cổ đông công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Đoàn Xuân về tội giết người. 7 lái xe, phụ lái, quản lý điều hành thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Đoàn Xuân bị khởi tố về hai tội danh nêu trên, gồm Nguyễn Đình Vọng, sinh năm 1990, Nguyễn Hải Triều, sinh năm 1974, Hà Mạnh Tráng, sinh năm 1983, Đào Viết Tiếp, sinh năm 1992, Nguyễn Cao Cương, sinh năm 1989, Nguyễn Đức Hiền và Hoàng Viết Tiến. Theo cơ quan điều tra, Bình Đen và anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1977, ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, có mối quan hệ quen biết với nhau và cùng kinh doanh lĩnh vực vận tải ô tô khách. Quá trình làm ăn đã phát sinh mâu thuẫn, nên Bình Đen nhiều lần đe dọa trả thù Tuấn Anh. Thực hiện kế hoạch, tháng 7 năm 2024, Bình Đen chỉ đạo đàn em phân công người hàng ngày theo dõi, ghi lại lịch trình di chuyển, đặc điểm nhận dạng người và phương tiện của Tuấn Anh để chờ cơ hội trả thù. Tối 17 tháng 10, Bình cùng với nhóm đàn em là các bị can nêu trên đi trên ô tô Fortuner bạc, biển kiểm soát 15B. 04680, mang theo hai khẩu súng dạng súng săn và hai con dao gấp đến bến xe Vĩnh Niệm. Trong đó, một nhóm đối tượng mặc quần áo chống nắng, trùm mũ kín đầu, điều khiển xe máy vào bến xe tìm để báo tin khi phát hiện đối thủ. Bình và những người còn lại chờ sẵn ở ngoài cổng bến xe. Khi nhận được thông tin đàn em báo, Bình đen cầm súng có lắp giảm thanh đi bộ từ làn đường đối diện tới trước cổng bến. Chĩa thẳng bắn vào ô tô do anh Tuấn Anh điều khiển. Thấy vậy, nam tài xế đánh lái né tránh. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục chĩa súng về phía ô tô, bắn hai phát. Trong đó một phát xuyên thủng kính ghế phụ. Sau khi nổ súng, bình đen lên xe rời khỏi hiện trường. Chỉ đạo đàn em ném súng, dao xuống sông Lạch Chay, phi tang rồi cả băng nhóm bỏ trốn. Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Công an quận báo cáo công an thành phố, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp tiến hành xác minh, chỉ xét với quyết tâm cao nhất, chỉ sau chưa đầy 24 giờ, cơ quan điều tra thu thập được đầy đủ tài liệu, ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Bình Đen và các trường hợp có liên quan. Đến ngày 25 tháng 10, các lực lượng tham gia phá án đã tìm được toàn bộ số vũ khí gây án, bao gồm hai súng, hai dao. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.